Dạ, kính thưa các thầy cô, kính thưa các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Thì trong chương trình làm việc hôm nay thì em xin giới thiệu một chút về cái kỹ thuật hạ thân nhiệt trong điều trị bệnh nhân nặng. Thì cái kỹ thuật điều trị hạ thân nhiệt cho bệnh nhân thì là một kỹ thuật mới ở Việt Nam. Tuy nhiên thì em xem cái mức độ quan tâm thì tình cờ, tức là đánh cái, trên Google, đánh cái dòng chữ hạ thân nhiệt cấp cứu sống bệnh nhân thì rất là ngạc nhiên là có đến 9 triệu cái kết quả trong 0,46 giây thôi. Rất nhiều các cái bài báo với các cái nơi, các cái địa phương khác nhau báo cáo về những cái ca cứu sống bệnh nhân ngừng tim rồi sử dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt. Thì sau đó thì một trong những cái bài báo đầu tiên đó là chính là rất vinh dự là của Bạch Mai, bệnh viện Bạch Mai, là thông báo cái ca điều trị đầu tiên, điều trị thành công cho bệnh nhân hôn mê sau ngừng tuần hoàn bằng kỹ thuật hạ thân nhiệt. Và đây là một cái bệnh nhân nữ 82 tuổi vào viện vì tình trạng suy hấp, sau đó ngừng tim ngoại viện và được cấp cứu khoảng 3 phút được có tim đập lại. Sau khi cấp cứu ngừng tuần hoàn thì bệnh nhân hôn mê sâu và sốc, rồi là tổn thương phổi, suy thận. Bệnh nhân đã được điều trị hạ thân nhiệt trong 24 giờ và sau đó thì tình trạng bệnh nhân có cải thiện rất là tốt. Đây là một số cái hình ảnh của bệnh nhân rất là nặng, thở máy, lọc máu và được điều trị kiểm soát thân nhiệt theo đích 3 độ. Đây là cái hình ảnh cái nhóm kỹ thuật đầu tiên của khoa cấp cứu. Như các anh chị thấy là thầy Quân, đây là nhóm kỹ thuật đầu tiên triển khai cái ca đầu tiên ở Bạch Mai. Và đây là cái hình ảnh bệnh nhân khi ra viện đã tỉnh táo, phục hồi hoàn toàn về ý thức và nhận thức. Rất là tốt. Thì sau đó thì ở khoa cấp cứu A9 có tiến hành điều trị rất là nhiều cho các bệnh nhân khác nhau và cũng đạt được những cái kết quả rất là tốt. Các bệnh nhân phục hồi rất là tốt và ngoại mục phục hồi rất tốt về chức năng thần kinh cũng như là các hoạt động về thể chất. Về trên thế giới thì cái mức độ quan tâm của người ta về cái lĩnh vực này như nào thì search trên PubMed thì có đến hàng năm có đến hàng nghìn bài báo về cái mối quan tâm rất lớn về cái vấn đề này. Thế trong cái chương trình bài báo cáo hôm nay thì em xin đi qua một chút về cái các cái khái niệm cơ bản như là khái niệm thân nhiệt và cơ chế điều hòa thân nhiệt, rồi lịch sử điều trị hạ thân nhiệt, giới thiệu về các phương pháp hạ thân nhiệt hiện nay, rồi cái cơ chế nào mà giúp cho hạ thân nhiệt nó có thể bảo vệ được não khi mà có những cái tổn thương. Và thứ năm là các cái chỉ định tiềm năng của điều trị hạ thân nhiệt. Thế thì khi mà nhắc đến cái khái niệm mà các cái phương pháp điều trị thân nhiệt thì ta phải biết cái khái niệm về thân nhiệt. Thì càng về gần đây thì người ta coi thân nhiệt là một trong các cái dấu hiệu sống như là mạch huyết áp, tần số thở, là một cái thân nhiệt ngày càng được quan tâm và coi là một chỉ số rất quan trọng. Thì khi mà điều trị thân nhiệt thì ta phải quan tâm đến cái nhiệt độ trung tâm. Nhiệt độ trung tâm hay nhiệt độ lõi đấy là nhiệt độ các cái khoang sâu trong trong cơ thể, như nhiệt độ máu, nhiệt độ não hoặc là khoang ổ bụng, lồng ngực. Đấy là cái nhiệt độ trung tâm của cơ thể. Cái nhiệt độ này nó ít thay đổi theo cái nhiệt độ môi trường và nhiệt độ ngoại biên. Nhiệt độ ngoại biên thì đây là cái hình ảnh để mình có thể sơ bộ được. Nhiệt độ lõi của cơ thể chính là nhiệt độ trung tâm, tức là nhiệt độ của não, các cái khoang sâu trong cơ thể như là lồng ngực, ổ bụng hoặc là trong máu. Thì ví dụ như ta có thể đặt những cái cate mà có những cái đầu dò nhiệt ở trong lòng mạch máu ấy, ví dụ như là xoang găng hay là pico, có thể đo được cái cảm biến nhiệt trong mạch máu, đấy là chính xác nhất, có thể đo được cái nhiệt độ trung tâm, nhiệt độ máu. Thế còn nhiệt độ ngoại biên thì chính là nhiệt độ ngoài da đây, thì cho thấy là có thay đổi, nó thay đổi khá nhiều theo cái nhiệt độ của môi trường xung quanh. Thế thì một cái phương pháp khác người ta đo được nhiệt độ trung tâm mà đơn giản hơn là những cái sông mà được đặt vào trong thực quản. Những cái sông đặt vào trong thực quản hoặc là những cái sông đặt vào trong bàng quang mà có cái cảm biến nhiệt ở đầu dò đấy, thì người ta đo được cái nhiệt độ thực quản, nó đại diện cho cái nhiệt độ trung tâm của cơ thể, khoang ngực. Và cái nhiệt độ trong bàng quang thì đại diện cho cái nhiệt độ trong ổ bụng, đo cái nhiệt độ trung tâm của cơ thể. Thì trong các cái phương pháp điều trị thân nhiệt thì ta sẽ phải đo cái nhiệt độ trung tâm, thì cái điều chỉnh nhiệt độ nó mới chính xác và an toàn cho bệnh nhân. Về cái cơ chế điều hòa nhiệt thì đây là một cái rất là quan trọng, vì trong quá trình điều trị kiểm soát thân nhiệt thì nó sẽ có những cái hoạt động Z-zone,
Và đấy là cái mà ta cần phải xử lý để tránh các cái tác dụng phụ cũng như là các cái biến chứng khi mà hạ thân nhiệt cho bệnh nhân. Thì thân nhiệt ở cơ thể điều điều hòa rất là chặt chẽ thông qua các hoạt động chuyển hóa như là tiết mồ hôi hay là rét run, và các hoạt động mạch máu như là giãn mạch hoặc là co mạch. Thì đây là cái cơ chế thần kinh thể dịch để một cái hệ thống kiểm soát feedback khi mà cái nhiệt độ trung tâm cơ thể thay đổi. Đấy, khi ví dụ như khi nhiệt độ hạ xuống thì các receptor nhiệt ở da hoặc là trong các cái tạng sâu ấy, nó sẽ đưa tín hiệu lên vùng dưới đồi và sẽ có cái hoạt động run cơ. Run cơ rất nhiều để tăng sinh nhiệt, để giữ lại cái sinh nhiệt, thêm nhiệt ra để làm cho nhiệt độ cơ thể trung tâm nó tăng trở về cái nhiệt độ 37 độ. Thì khi mà ta hạ thân nhiệt thì sẽ có cái quá trình là nó về run cơ, là một cái phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể để giúp bảo vệ cơ thể. Thế tuy nhiên khi mà run cơ thì nó sẽ làm cho cái tăng cái nội sọ, rồi làm cho cái quá trình giảm hạ nhiệt độ chúng ta bị cản trở và khó đạt được nhiệt độ đích, cũng như là lâu lâu nó đạt được nhiệt độ đích, đạt được cái nhiệt độ cái hiệu quả điều trị. Chính vì vậy mà trong cái điều trị thân nhiệt thì kiểm soát thân nhiệt thì cái việc xử lý rét run là một trong những cái xử lý quan trọng nhất để giúp cho bệnh nhân đạt được cái hiệu quả của điều trị. Thì cái giải nhiệt độ trên lâm sàng thì từ cái hạ nhiệt độ rất là sâu dưới 28 độ, rồi 28 đến 32 độ hạ nhiệt độ trung bình, và hạ thân nhiệt nhẹ từ 32 đến 36 độ. Thì những cái trước kia những cái điều trị hạ nhiệt dưới 28 độ thì người ta làm nhiều nhưng mà tuy rất nhiều biến chứng, và các điều trị thân nhiệt bây giờ người ta chỉ kiểm soát thân nhiệt ở mức độ nhẹ thôi, tức là duy trì nhiệt độ trung tâm cơ thể ở mức 32 đến 36 độ thôi, thì nó đảm bảo được cái ít biến chứng và đảm bảo cái an toàn cho bệnh nhân. Một số cái khái niệm mà mình có thể cũng nhắc đến, đôi khi thì các thầy cũng thấy là nhắc đến cái khái niệm là hạ thân nhiệt điều trị, bệnh nhân được điều trị hạ thân nhiệt, hay là khái niệm mà kiểm soát thân nhiệt theo đích. Thế thì hai khái niệm này nó hơi khác nhau một chút, tức là hạ thân nhiệt điều trị tức là dùng các biện pháp cơ học mà đưa nhiệt độ trung tâm cơ thể xuống dưới mức nhiệt độ sinh lý, tức là hạ nhiệt độ xuống, thì người ta quan tâm đến cái nhiệt độ đích. Thế còn kiểm soát thân nhiệt theo đích thì nó rộng hơn, nó bao gồm cái khái niệm hạ thân nhiệt điều trị hoặc là duy trì bình thường hóa thân nhiệt trong những cái trường hợp mà bệnh nhân sốt rất là cao, tăng thân nhiệt ác tính, hoặc là những tổn thương não mà nó gây ảnh hưởng đến cái trung tâm điều nhiệt, thì mình có thể duy trì cái tình trạng bình thường hóa thân nhiệt 37 độ, hoặc là làm ấm trong những trường hợp mà bệnh nhân bị hạ thân nhiệt. Thế người ta dùng cái khái niệm kiểm soát thân nhiệt theo đích thì nó sẽ chính xác hơn, bởi trong cái quá trình điều trị hạ thân nhiệt thì người ta sẽ có bốn cái giai đoạn và cái mức nhiệt độ khác nhau, cũng như cái tốc độ xử lý nhiệt độ nó khác nhau. Vì vậy dùng cái khái niệm mà kiểm soát thân nhiệt theo đích thì nó sẽ chính xác hơn. Và từ năm 2009 thì người ta dùng cái khái niệm mà kiểm soát thân nhiệt theo đích thay cho khái niệm hạ thân nhiệt điều trị. Và cái giải nhiệt độ điều trị hạ thân nhiệt là hạ thân nhiệt nhẹ, tức là mình duy trì nhiệt độ trung tâm cơ thể mức 32 đến 36 độ C. Em nhắc lại một chút cái lịch sử của điều trị hạ thân nhiệt thì có một vài những cái mốc cũng khá là hay. Thì hạ thân nhiệt người ta nhắc đến từ những cái thời trước công nguyên, từ thời Hippocrates thì đã biết dùng tuyết hoặc túi đá để chữa một số cái vết thương hoặc là giảm đau. Thế năm 1650 thì có một cái sự kiện cũng được ghi nhận trong y văn, rất là được nhắc đi rất là nhiều, là một vào một ngày rất lạnh, có một cái phạm nhân hai nữ 22 tuổi bị treo cổ. Thì sau khoảng nửa giờ đưa đưa xuống, thông thường thì bệnh nhân sẽ tử vong. Thế nhưng mà hôm đấy rất lạnh, nhiệt độ là âm 10 độ C, và khi đưa xuống thì người ta thấy là cô ấy vẫn còn giữ sự sống, và sau đó thì người ta đưa vào viện, người ta điều trị cho cô ấy, thì sau đó cô ấy phục hồi hoàn toàn và còn sinh con, và sau đó thì được bệnh nhân cũng được ân xá. Cũng là một cái người ta ghi nhận một cái sự việc là có vẻ lạnh, nhiệt độ lạnh có vẻ như là tốt cho não hay không, cũng là một cái dấu mốc. Thế là có những cái mốc, một vài những cái mốc khác như là năm 1812 thì ông Raren, ông ấy là một cái sĩ quan, à một cái bác sĩ quân y trong quân đội của Napoleon ấy, thì ông ấy nhận xét là thấy trong cái chiến tranh mà vào mùa đông ấy, lạnh giá băng tuyết thì sĩ quan bị thương thì lại tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều so với binh lính. Nhưng không hiểu lý do gì, vì là sĩ quan thì thường được quan tâm hơn, rồi điều trị phẫu thuật, rồi các cái thầy thuốc tốt hơn, chăm sóc tốt hơn. Nhưng mà tóm lại người ta sau đó thì ông nhận thấy là gì, có một nhận xét là gì,
Sĩ quan thì hay được điều trị trong các cái lều bạt mà có lò sưởi và sưởi ấm. Thì trong đó thì binh lính thì thường là chữa trị ngay ở ngoài ngoài môi trường rất là lạnh. Thì đấy nó cũng là một cái người ta nhận nhận xét có vẻ như lạnh có thể nó giảm được những cái tổn thương. Rồi đến cái năm 1958 là một cái dấu mốc rất là quan trọng, người ta công bố cái thử nghiệm đầu tiên trên thực vật, trên động vật, trên chó, hạ thân nhiệt cho các bệnh nhân cho chó sau khi ngừng tuần hoàn 10 phút và thấy có kết quả rất là tốt. Rồi Tempe là một cái nhà bác học rất là nổi tiếng và có thể coi như là tác giả đầu tiên người ta tiến hành hạ thân nhiệt trên các nhóm bệnh nhân khác nhau như là ung thư hay là những bệnh nhân chấn thương sọ não, và ông cũng là người phát minh ra chăn làm mát đầu tiên, có thể coi là một người là khởi đầu cho cái hạ thân nhiệt điều trị. Cũng như là Peter Safa thì nó biết rồi, là một cái ông cha đẻ của ngành hồi sức cấp cứu ngừng tuần hoàn, và ông nghiên cứu rất nhiều về điều trị hạ thân nhiệt cho bệnh nhân hôn mê sau ngừng tuần hoàn, với cái câu nói nổi tiếng là cần phải cứu tim và não của những cái người mà quá trẻ để chết, những cái đột tử ở người trẻ. Thế một cái dấu mốc về nghiên cứu đầu tiên trên người là William năm 1958 thì tiến hành thử nghiệm đầu tiên hạ thân nhiệt cho bệnh nhân hôn mê sau ngừng tuần hoàn là trên 4 bệnh nhân. Thì 4 bệnh nhân này có cái đặc điểm là cái thời gian ngừng tim khá là ngắn, thường là cấp cứu ngay dưới 5 phút thôi. Và người ta được hạ thân nhiệt trong cái nhiệt độ đích là 32 cho đến 34 độ trong vòng 24 đến 72 giờ, và kết quả cho thấy là gì? Cứu sống được cả 4 bệnh nhân và phục hồi thần kinh thì gần như hoàn toàn ở 3 bệnh nhân, và một bệnh nhân thì có di chứng một chút. Và kết quả này là một cái thử nghiệm mang tính đột phá, và sau cái kết quả này thì ở rất nhiều nơi trên thế giới thì người ta tiến hành hạ thân nhiệt cho bệnh nhân hôn mê sau ngừng tuần hoàn và đưa vào protocol. Tuy nhiên thì đến trong một khoảng thời gian dài sau đó khoảng 2 thập kỷ, từ năm 1970 1990 thì gần như không có nghiên cứu nào trên người được công bố, vì trong cái thời điểm này thì người ta lo ngại các cái biến chứng của cái việc hạ thân nhiệt, rất là nhiều biến chứng, bởi vì cái thời điểm đấy thì người ta hạ khá sâu, thường dưới 32 độ, 28 đến 32 độ hoặc dưới 28 độ, và cái thời đó thì cái kỹ thuật, các cái máy móc trang thiết bị kỹ thuật nó cũng không được tốt, nên là rất nhiều biến chứng của cái hạ thân nhiệt, và nó một cái bóng đêm chìm vào trong khoảng thời gian khoảng 2-3 thập kỷ. Thế một cái đến năm 1997 thì Bechner của Úc đang làm một cái thử nghiệm nhỏ trên 22 bệnh nhân xong tuần hoàn thì được so sánh với nhóm chứng lịch sử thì cho thấy là cải thiện rất là tốt về tỷ lệ sống cũng như là tỷ lệ về phục hồi chức năng thần kinh và không có biến chứng nào đáng kể. Sau nghiên cứu này thì năm 2002 thì đồng loạt hai nghiên cứu lớn ở châu Âu và của Úc, hai nghiên cứu RCT lớn đăng trên New England và đều cho cái kết quả các cái nhóm bệnh nhân mà điều trị hạ thân nhiệt so với cái nhóm mà nhóm chứng thì có kết quả về tỷ lệ tử vong cũng như là kết cục thần kinh rất là tốt so với cái nhóm không được điều trị. Và sau hai cái nghiên cứu bản lề này thì cái hạ thân nhiệt nó đã được đưa vào khuyến cáo hồi sức của Hội hồi sức châu Âu cũng như Hội hồi sức Mỹ và được làm nhắc lại 2015, và tất cả những bệnh nhân sau khi ngừng tim mà sẽ được kiểm soát thân nhiệt ở mức 32 đến 36 độ và đưa vào khuyến cáo của hồi sức châu Âu cũng như là Hội hồi sức ANA của Mỹ đưa vào mức khuyến cáo 1B đối với những người tuần hoàn ngoại viện do rung thấp và những nhanh chất, và 1C đối với những người tuần hoàn khác hoặc là nội viện. Thì đối với những cái bệnh nhân và ngừng tuần hoàn thì cho thấy là hạ thân nhiệt thì giúp cải thiện tử vong cũng như kết cục thần kinh tốt hơn, đặc biệt cho có lợi cho những cái nhóm ngừng tuần hoàn ngoại viện và có chỉ định sốc điện, tức là rung thất hoặc nhịp anh thất, và hạ thân nhiệt ngoại vi hay là trung tâm thì là không có sự khác biệt đến kết cục tử vong hay kết cục về chức năng thần kinh tốt, và nên bắt đầu hạ thân nhiệt sớm sẽ có hiệu quả hơn cho bệnh nhân, và ở mức 33 độ dường như là được ưu trượng hơn dựa trên cơ sở sinh lý bệnh cũng như là các bằng chứng về lâm sàng. Thời gian duy trì nhiệt độ đích thì nên là trên 24 giờ theo khuyến cáo của ADA 2015, và làm ấm chậm là một cái bước rất là quan trọng, tránh tăng thân nhiệt phản ứng sau hạ thân nhiệt và giúp cải thiện tử vong cũng như kết cục thần kinh cho bệnh nhân. Đây là một cái tóm tắt một cái gói điều trị hạ thân nhiệt cho bệnh nhân ngừng tuần hoàn. Thì khi bệnh nhân có ngừng tuần hoàn thì người ta sẽ cố gắng người ta hạ nhiệt sớm, thậm chí là trước viện
có thể bằng những cái thiết bị phun hơi lạnh qua mũi để hạ nhiệt sớm ngay tại hiện trường hoặc là trên xe vận chuyển. Thì sau đó thì người ta sẽ tiến hành ở viện thì người ta sẽ tiến hành hạ thân nhiệt nhanh nhất có thể để đạt đích 33 độ trong giải 32 đến 36 độ nhanh nhất có thể. Và sau đó thì trong quá trình điều trị thì người ta sẽ kiểm soát tốt cái rét run là một cái điều trị quan trọng, cũng như là xử lý các cái thay đổi sinh lý khi mà hạ nhiệt. Và sau đó thì người ta sẽ làm ấm chậm và kiểm soát cái rét run trong quá trình làm ấm. Đây là một cái gói để giúp cho cái điều trị kiểm soát thân nhiệt nó đạt được kết quả tốt nhất, high quality TTM. Về làm thế nào để hạ thân nhiệt được thì có một nhiều cái phương pháp để giúp hạ thân nhiệt. Thì đây là những các thầy nhìn thấy là đây là những cái phương có rất nhiều cách để hạ thân nhiệt. Đấy, thì tựu chung lại thì phân là hai nhóm. Thứ nhất là hạ thân nhiệt bề mặt, tức là ngoại vi, tức là nhiệt sẽ trao đổi trực tiếp giữa da bệnh nhân với bề mặt của vật liệu làm lạnh. Thì có cái loại mà thụ động, tức là người ta chỉ đắp các vật lạnh lên cơ thể thôi, như đắp đá rồi đắp nước đá rồi vật lạnh lên cơ thể. Thì cái loại này thì nó có thể làm cho nhiệt độ có thể xuống nhanh quá, hoặc là mình không thể kiểm soát được cái nhiệt độ cho bệnh nhân. Thế còn làm lạnh chủ động, tức là những cái máy móc mà nó có cái sensor mà nó có cái đáp ứng điều hòa ngược, ví dụ khi nhiệt độ bệnh nhân đạt được đích rồi thì nó sẽ phản hồi ngược lại là nó sẽ giảm cái làm lạnh đi, hoặc là nó sẽ làm ấm lên nếu như bị hạ quá. Thế còn làm lạnh trung tâm, làm lạnh trong đấy, tức là nhiệt trao đổi trực tiếp giữa dòng máu với vật liệu làm lạnh, thì có làm lạnh trung tâm thụ động, tức là người ta truyền nước lạnh vào tĩnh mạch nước 4 độ, hoặc là làm lạnh trung tâm chủ động, tức là những cái máy móc họ đặt cái catheter vào trong lòng mạch máu là mạch trung tâm tĩnh mạch chủ ấy, để làm lạnh và kết nối với các hệ thống điều hòa nhiệt. Đây là hệ thống, đây là những cái mô tả những cái làm lạnh thụ động, tức là người ta đưa vào môi trường lạnh này, hoặc là dùng đắp đá, hoặc là những cái túi đá trường đá thiết bị làm lạnh trực tiếp ở da. Đây là những cái nhóm máy móc, các cái máy về cơ bản nó khác nhau, nhưng mà nguyên tắc chung là gì, đều là những cái tấm dán hoặc là miếng đắp phủ được quấn quanh phần ngực bụng hoặc là các mạch máu lớn tứ chi, giúp cho làm lạnh nhiệt, nó trao đổi nhiệt trực tiếp giữa da bệnh nhân và cái vật liệu làm lạnh. Thì cái máy móc này nó có cái sensor điều hòa nhiệt tốt thì nó sẽ giúp kiểm soát chính xác cái nhiệt độ mà mình mong muốn. Đây là làm lạnh trung tâm thụ động, tức là người ta truyền nước lạnh, truyền muối lạnh 4 độ. Đấy, có thể là 30 ml trên kg muối 4 độ thì giảm rất là nhanh, 1,2 độ mỗi 25 phút. Hoặc là truyền 40 ml nước muối 4 độ thì giảm đến 2 độ mỗi 30 phút. Tuy nhiên thì cái làm lạnh truyền nước lạnh này nó có nhiều cái nhược điểm, và bây giờ người ta cũng không khuyến cáo dùng thường quy, như là rất khó khăn để duy trì nhiệt độ đích, đôi khi là quá cái nhiệt độ đích làm cho bệnh nhân bị hạ nhiệt độ sâu quá, nó gây rất nhiều biến chứng. Cái thứ hai là có thể gây phù phổi hoặc là gây có thể ngừng tim tái phát, với tỷ lệ nó cao hơn do những cái chức năng tim nó không được đảm bảo, suy tim. Thì cái truyền nước lạnh là bây giờ người ta không khuyến cáo truyền nữa. Thế còn làm lạnh trung tâm chủ động, tức là người ta sẽ đặt cái cate làm lạnh vào trong lòng tĩnh mạch chủ, để tĩnh mạch chủ dưới hoặc tĩnh mạch chủ trên, sau đó kết nối với máy hạ thân nhiệt. Thì đầu cái cate thì nó sẽ có các cái bóng, để cái dòng nước khi làm lạnh thì dòng nước lạnh nó sẽ bơm vào đây, bỏng nước nó sẽ ở trong cái bóng này, nó sẽ tiếp xúc trực tiếp dòng máu với cái nước, cái bóng lạnh này, đấy là làm lạnh dòng máu. Mà cái dòng nước này nó không tiếp xúc trực tiếp với máu, tức là nước chỉ chạy trong bóng và tạo thành chạy vào, sau đó thì chạy ra tạo thành một dòng tuần hoàn kín và không ảnh hưởng đến thể tích của cơ thể, thể tích máu. Đấy là cái nguyên tắc làm lạnh của cái thiết bị làm lạnh trung tâm chủ động. Thì đây là cái mô tả của cái hệ thống DKT vào trong lòng mạch máu và kết nối với cái máy hạ thân nhiệt. Trong các cái giai đoạn điều trị thì hạ thân nhiệt thì nó có 4 giai đoạn. Là giai đoạn thứ nhất là người ta sẽ hạ nhiệt độ xuống nhiệt độ đích, ví dụ ở đây chọn nhiệt độ đích được 33 độ, thì giai đoạn làm lạnh, tức là mình sẽ làm lạnh nhanh nhất có thể để nhanh chóng qua được cái vùng rét run, tránh các cái biến chứng. Cái thứ hai là nhanh chóng đạt được nhiệt độ đích để đạt được cái hiệu quả điều trị, cũng như là sau đó thì duy trì, khi đạt được nhiệt độ đích rồi thì người ta sẽ duy trì 24 giờ theo các khuyến cáo hiện nay. Sau khi kết thúc 24 giờ thì sẽ làm ấm lên ra rất là chậm thôi. Ở châu Âu thì người ta đưa ra cái mức như tăng là 0,2 đến 0,25 độ một giờ.
ở trường phái Nhật thì người ta làm chậm hơn, có thể 0,05 0,1 độ một giờ lên nhiệt độ 37 độ, và có thể sẽ duy trì 37 độ tiếp theo trong vòng 24 đến 48 giờ tiếp theo. Đấy. Thế thì một cái thiết bị làm lạnh tốt ấy, thì nó sẽ giúp là có những cái yêu cầu là, một là nó cái tốc độ làm lạnh nó đạt được rất là nhanh chóng, tức là cái độ làm lạnh nó đạt được rất là hiệu quả, nhanh chóng nhất để đạt nhiều đích. Cái thứ hai là nó sẽ kiểm soát chính xác được cái nhiệt độ bệnh nhân, chỉ dao động trong khoảng 0,1 0,2 độ, cộng trừ 0,1 0,2 độ so với cái nhiệt độ mà mình cần kiểm soát thôi. Và cái quá trình làm ấm được kiểm soát chậm theo đúng cái tốc độ làm ấm mà mình đã cài đặt, và kiểm soát chính xác nhiệt độ cơ thể ở giai đoạn sau. Đấy là những cái yêu cầu của một cái máy mà có thể lý tưởng để điều trị hạ thân nhiệt. Thế thì cơ chế nào giúp cho bảo vệ được não khi mà trong những cái tổn thương thiếu máu hay là tái tới máu? Khi mà điều trị thân nhiệt thì ta biết là trong cái giai đoạn thiếu máu thì các cái tế bào nó cạn kiệt năng lượng và dẫn tới nó sẽ bị nhiễm độc, rồi mở các kênh canxi dẫn tới nó bị hoạt hóa enzyme rồi tiêu hủy tế bào, làm chết tế bào. Sau khi mà có tái lập dòng máu, tức là có tái tới máu đấy, thì giai đoạn này nó sản sinh rất nhiều các gốc oxy tự do. Đây là cái tổn thương rất là nặng nề và trầm trọng sau khi có tái tới máu, và nó sinh rất nhiều gốc oxy tự do và gây tổn thương tế bào và gây chết tế bào. Thế thì các nghiên cứu đều cho thấy là hạ thân nhiệt nó giúp tác động vào rất nhiều khâu trong các cái quá trình này, giúp bảo vệ được tế bào não trong những cái tổn thương mà có thiếu máu hoặc là tái tới máu, vì cơ chế rất phức tạp. Và nhưng mà tự chung lại thì nó có thể giúp là giảm chuyển hóa ở não. Đấy, giúp giảm khoảng 10% chuyển hóa ở não khi mà thân nhiệt giảm mỗi 1 độ. Thế thì nó sẽ rất hiệu quả trong cái bệnh cảnh mà thiếu máu mà cơ thể thiếu oxy. Rồi cái thứ hai là ngăn chặn chết tế bào theo chương trình, ngăn chặn dòng thác kích thích thần kinh có hại cho não, và ức chế các phản ứng viêm có hại, giảm sản xuất các gốc tự do và giảm tổn thương hàm giảm máu não, giảm phù não và ức chế hoạt động động kinh. Rất là nhiều cơ chế để giúp bảo vệ não khi mà được hạ thân nhiệt. Và cái hiệu quả bảo vệ tốt nhất là những cái tổn thương mà được gây ra do thiếu máu, hay những tổn thương tái tới máu, hoặc là những cái tổn thương gây ra do phù não, ví dụ như là những cái tai biến hiệu khối có khối đầy đẩy hoặc là chấn thương sọ não thì rất là tốt. Thì ngoài cái ngừng tuần hoàn là những cái bệnh lý mà được bằng chứng, các cái mức độ bằng chứng khuyến cáo cao nhất, thì ngoài ra thì cái chỉ định tiềm năng của hạ thân nhiệt còn trong một số các cái nhóm bệnh khác mà có những cái tổn thương cơ chế thiếu máu hay tái tới máu, như là những cái bệnh não ngạt sơ sinh thiếu oxy, hoặc là những cái ngừng tuần hoàn thì là bằng chứng rõ ràng rồi. Rồi các cái tình trạng mà say nắng say nóng hoặc là sốc nhiệt thì điều trị cũng rất là tốt. Rồi những cái tổn thương thần kinh, những cái tai biến hoặc là những cái sốt não, hoặc là những cái dự phòng sốt, tức là sốt ở những cái bệnh nhân mà có tổn thương thần kinh thì nó làm cho cái tiên lượng rất là xấu cho bệnh nhân. Rồi chấn thương sọ não, các cái trong các cái lĩnh vực phẫu thuật thần kinh hoặc viêm màng não hoặc là sốt dễ nhẹ. Có thể trong một số về bảo vệ tim, như là trong những cái tình huống có sốc tim, nhồi máu tim, người ta cũng đang nghiên cứu, và một trong ARDS hoặc là viêm gan thì là những cái chỉ định đang có rất nhiều các nghiên cứu về trong rất nhiều các cái nhóm bệnh lý khác nhau. Thì em xin chân thành cảm ơn ạ.